Alright, ngày hôm nay chúng ta lại có một cuộc hẹn. Và chắc các bạn đang ngạc nhiên tại sao Jason lại đeo một cái túi màu trắng để đi gặp cái thằng được lựa này vậy. Nói chính xác hơn, đây là cái màu chủ đạo của con gimbal mới Grand M3 đã vừa được ra mắt bởi công ty Zhiyun. Họ đã gửi cho Jason chiếc gimbal này và tất nhiên sponsor cả video ngày hôm nay nữa. Đối với Jason, cách tốt nhất để test một con gimbal mới đó là những cảnh action với nhiều camera movement. Nó hoàn toàn không hợp lý nếu bạn muốn test độ mượt mà của một con gimbal với những short wave slow motion nhẹ nhàng tình cảm, right? Và đó cũng không phải là phong cách quay video của Jason nữa. Video này cũng không ngoại lệ, Jason đã lôi kéo Skyler, một model rất là quen thuộc của chúng ta. Một anh chàng rất là năng động, nhiều năng lượng cho những môn thể thao tiêu hao calo như thế này. Nhỏ, gọn, di động, nhưng lại chuyên nghiệp với khả năng tương thích nhiều dòng camera. Và đó là những từ được mô tả về chiếc gimbal này. Không còn hình tượng của những chiếc gimbal to lớn như một khẩu AK-47, Grand M3 với thiết kế thân máy nhỏ gọn, các trục được tối ưu hóa mang lại trải nghiệm mới cho người dùng và cảm giác cầm nắm tốt hơn. Hệ thống motor cũng được nâng cấp mạnh mẽ hơn để đảm bảo được chuyển động ổn định cho các short wave mượt mà. Không có con số nhất định về phần tải trọng của nó, nhưng chiếc gimbal này có thể cân được hầu hết tất cả các setup camera mà Jason quăng lên cho nó. Ví dụ như là Sony A7S3 hay cả những setup nhẹ nhàng hơn như iPhone và GoPro. Từ khi bắt đầu sử dụng cái gimbal này, Jason rất là thích travel với nó bởi vì nó quá nhỏ gọn, có thể bỏ cả cái gimbal vào trong cái setup này luôn. Và đặc biệt cái gimbal này chuyên cho compact camera, nhưng cái tải trọng của nó có thể cân được cả chiếc Sony A7S3 của Jason luôn, rất là đỉnh. Bây giờ Jason sẽ đổi one lens 85 và không cần phải cân lại cái gimbal nữa. Đó là một cái điểm lợi thế mà khi các bạn sử dụng những cái gimbal có cái motor mạnh như thế này. On 3 là look over at your shoulder, ok? Đúng rồi. 1, 2, 3. Với phần đường nét thiết kế của nó thì không cần phải nói nữa. Sick! Màn hình touchscreen 1,2 inch giúp bạn dễ dàng thay đổi các mode hay những thông số trực tiếp trên gimbal mà không cần phải mò vào app. Xem chút xíu nữa, quên chia sẻ với các bạn là chiếc gimbal này có LED đèn LED ở trên đó luôn. Và trong những điều kiện quay thiếu sáng như thế này, Jason có thể bật một cái đèn LED lên và tự vlog, hoặc là chúng ta có thể đánh một chút xíu fill light vào chủ thể khi quay vào ban đêm. Đó là một điểm cực kỳ lợi hại trên chiếc gimbal này nhé. Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Nó cực kỳ nhẹ, nhẹ đến mức mà Jason hoàn toàn có thể vlog với chiếc Sony A7S3 màn hình LED cùng với đèn LED ở trên đây, vlog vào ban đêm cực kỳ thoải mái luôn. Cảm ơn công ty Zhiyun đã sponsor cho video ngày hôm nay và đừng quên subscribe để đón xem full review của con Grand M3 này nhé. Đây sẽ là chiếc gimbal mới thay thế cho cái setup cồng kềnh trong nhiều project của Jason, đặc biệt là khi đi travel. Grand M3 nhỏ hơn nhưng mạnh hơn.